Vậy là thật là quá linh luôn phải không? Trước khi thấy trên clip không? Trời đã nhất thiết. Cái ban cái gì đấy là phải ông xã là bay về đây. Và... không thì tôi đi đây trước hết là về thăm cho là khi cần bay về đây mới mơ mới biết còn à. Trước khi là vậy là khi mình về đây mới mơ ha con về đây không ở bên đó rồi ở mơ bển bển luôn mơ bên đấy bên đó rồi thì nó là về đây để rồi đi về đi cũng có sẽ có một chọn một cày ngay đến anh Viến cho biết đó. Vâng, cảm ơn cô. À, mình cứ tham quan ngôi mộ của cậu Năm đi nha. Thấy hình rất xấu. Thấy thương vậy. Ủa sao vậy? Thương cậu Năm. Thương cậu Năm. Thương cậu Năm. Ôi, kinh em quá à. Tấm hình tự nhiên người khóc luôn à. Dễ thương quá vậy. Không phải vậy. Một tấm hình mà khóc luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Sao sao con khóc con kể cậu nghe ai tại vì thương ông Vũ Linh quá ông Vũ Linh mất con thương ông quá con khóc lạ thiệt đó nha vậy là chị nhắc cho bé biết gì tại vì từ lúc mà cậu Năm Vũ Linh mất là ngày ông bà ngoại cũng coi hết rồi xong bé đòi là mẹ khi nào về đây cho con đi dông Năm với cho nên bây giờ là đi được rồi xong rồi hỏi nãy bình thường á mà tự nhiên lại đi nhìn hình này cái xong ngồi xuống khóc luôn à cái thương quá thương ông Năm trời ơi, thương quá trời luôn nhà ơi thương ông Năm chụp hình đi đứng bên cạnh cho ông Năm chụp hình đi Năm luôn cảm ơn mẹ con em nhiều nhá chúc mẹ con em với mày khỏe quay mặt chú xem mấy ngày trời ơi là thấy không cả nhà thấy rõ ràng luôn á tự nhiên bé khóc luôn ông Năm bảo cảm phù hộ cho con học giỏi khỏe mạnh nha con làm chú muốn khóc theo luôn á rưng rưng nước mắt rồi nè con đi vòng vòng lạ thiệt nha quá lạ luôn cả nhà ơi bé năm nay mấy tuổi bé năm mấy bảy tuổi thôi mấy tuổi là bé sinh ở bên đó là bé sinh ở bên đó rồi biết tình cảm tình nghĩa thấy ông bà ngoại xem biết cái thông tin nè quá dễ thương quá tội nghiệp luôn cả nhà ơi đáng lẽ mấy đứa bé kia biết gì đâu mà khóc đúng không không có cảm giác không có cảm nhận luôn á mà bé nè quá trời dễ thương luôn cả nhà ơi thấy ông ngồi ngồi sợ khóc luôn mổ ông cũng nè mổ mình nói đây đúng nè con coi nè đó của ông đó. Rồi cậu vô đây. Cho vô. Nè có con sờ ông đi. Có cái trình đàn nha Vi, con trình đá đàn của ông nha. Tập tay đi. Cậu ông Năm đi con phụ trợ cho con. Quá lạ luôn á. Đứa ngồi ngồi xem cậu Năm á. Bé ở đường ngoài phải ở đây đâu. Ông ngoại có giấy cho em kìa. Có giấy cho con vừa chùa mặt. Quá cưng quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đặc biệt luôn. Đặc biệt hồi đó giờ hồi mộ cậu tới giờ luôn á.
chưa thấy, thấy đứa bé nào mà khóc trước mộ cậu luôn. Lên đây vừa con vui chưa, con lên gọi ông làm con vui chưa, vui đó hả, đòi lên hoài à. Vậy hả, từ lúc mà về đây tới giờ là ngày làm mẹ ơi, chừng nào mình mới lên được đi nhắn hỏi hoài sao ông Năm ông rồi hồi nãy đi chùa xong mẹ giùm ông Năm bé có duyên với cậu Năm á. Thì mẹ nó cũng tin cho nên nó đường ông Năm lắm. À đúng rồi. Mẹ tin Linh. À, bé dễ thương quá cậu Năm ơi, phù hộ cho bé học giỏi nha cậu Năm. À, khi nhìn thấy bức ảnh của cậu Năm mà bé ngồi có khóc tự nhiên luôn nha. Mẹ đang trực tiếp nè. Con dùng hết cái tấm tay tấm cái mình à. Ok. Dạ đang sao con à. Con ăn bánh con muốn tấm tay tấm mình máy bay tấm hình là ba tấm á của chia sẻ rộng rãi cho bà con trong ngoài nước đúng không con? Con thua lấy tấm hình nó cao lên đi em vô giữ luôn rồi chị. Đây ai rảnh lấy tấm hình cao lên chụp cái đó đi. Nè kia tấm hình cao lên chụp cái cho chụp cao con quỳ xuống vậy được cao đi không thôi chứ chắp tay lại chắp tay lại đó chắp lên nhìn vô hình em đứng xa xa chụp đó bé rất thì mẹ chụp đó thấy thường à. Con nhìn qua đây ôi rồi đứng gì đi con bé thấy con Năm khóc rồi bé sẽ nhìn chút nè. Ok rồi con đứng dậy đi, con đứng dậy đi. Thích nạp cái hình này thôi hả? Thích cái hình này thôi. Mà chú chụp hình chú không đưa cho con đâu con. Cái này mấy cái con chụp hình mới giữ. Này tặng cho con luôn được không? Cưng quá, bé rất là cưng. Con đứng sát coi chú chụp trong tấm này. Cưng quá à. Đứng lên đi con đứng đi. Con dịnh hình của ông đi. Nhìn gương mặt rất đức độ, rất đẹp, rất xinh luôn ở nhà. Chào con. À, bé thiệt là tuyệt vời luôn. Rồi ok con. Hồi cậu Năm mất tới giờ là chưa đứa bé nào mà dám ngồi để khóc trước mộ cậu luôn. Lọc. Chào con, cảm ơn. Quá tuyệt vời luôn ở nhà ơi. Này, à, này là được nhiêu ta? Này là nhiêu vậy? Hai đô hả? Hai đô là mấy lần lắm. Rồi, may mắn á. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Quá đã luôn. Con cảm ơn chú rất nhiều. Hai đô nha. Hai đô. Hai đô cả nhà ơi. Làm kỷ niệm cả nhà. Hai đô. Rồi nhận quà cả nhà ơi. Rồi, cưng quá. Cảm ơn cô nghe cô. Đứa bé lạ để có nhà. Dạ. Hai chục thôi chứ hai đồng lần kia đi làm. Có lọc không cô? Có lọc thôi chứ. Dạ. Dì Minh nói cô nãy